cái này á, một cái bà này hữu quen đang Canada. Cái người chụp hình này là bạn như hữu là ông nít Úc. Cái con là hỏi hữu ấy, sao anh hay em chụp hình, sao anh làm phóng viên vậy? Anh ghen quá hả? Phải, tại tôi chết nhát á, tôi mới là không đi lính mới chụp hình. Nhưng mà lúc mà cái đám khổ tả Mỹ là thời Biden hồi xưa đó, dùng những cái hình này để phản ảnh chiến tranh. Có hiểu không? Tôi quen với mấy người này mà. Bạn quen bạn còn cái này á, là ông này á, là nó có câu chuyện. Ngay cùng cái thời điểm đó, một người lính Việt Nam hoàng với gia đình, thấy cái ông Việt Cộng này vô giết cả gia đình của người ta trước đó cách chừng mười mấy phút. Rồi cái ông này, ông tướng này, ông tới, ông thương lính và ông thì ông làm vậy. Nhưng mà cái đám phản chiến tranh á, lấy cái hình này nó lên, nó để mà. Nhưng mà cái người mà nói chung á, là thắng thì vua thua rồi vậy. Thì con nghĩ nếu mà cái tình cảnh lúc đó như thế nào, còn ngược lại bao nhiêu chuyện mà những cái tội ác khác của những người làm không có đúng, tại sao họ không có đưa lên? Có ai có thiền nhân tị nạn không đưa ra lên để mấy cái hình thiền nhân tị nạn? Thì mình chỉ giải thích một sự thật. Hôm nay thường nói sự thật là lúc đó nó có thể là không đúng, nhưng mà với mỗi cảm xúc thương người cận vệ của mình, cả gia đình vừa bị ông Việt Cộng này giết chết. Chú Hữu biết cái gia đình mà ông Việt Cộng này giết á. Ok, biết là cầm microphone nhắn nhắn vậy đó không? Yeah. Yeah. Thích hết về Việt Nam nè. Nó lộ chụp. Hello. Mở lên. Sư phụ biết cái người ta nói là cái ông Việt Cộng này ổng giết cái gia đình mà chết đó, trước khi mà ông tướng Hoan là bắn đó, sư phụ. Thì cái ông mà sống sót trong gia đình này là ông tướng Nguyễn Từ Hương của Mỹ bây giờ đó. Ông tướng của Mỹ Nguyễn Từ Hương người Việt Nam mình. Ổng làm sao? Là ổng là đứa con sống sót trong gia đình của ông này giết đó. Còn lại đứa con. Ghế hộ ra hình đó. Chúng ta lấy là ghế là 4. Dạ. Cho nên mình, ông ngờ là, chứ không phải là chính trị, nhưng mà mình phải nói sự thật. Ma quỷ á, nó dỗ con cá là nó gạt, nó láo. Mà nó gạt cả dân tộc, nó gạt cả thế giới, còn không biết không? Thấy bất công quá. Gửi qua máy thì hữu hình đó này. Cái ông đó bây giờ là trong gia đình mà của ông Việt Cộng giết còn sống sót cuối cùng á. Dạ, bây giờ ông là tướng của Mỹ luôn. Dạ. Thiệt á hả? Lên tiếng của Mỹ, Nguyễn Từ Huân. Thôi đâu, gửi qua máy thì hữu hình anh. Vô này nó biết ta. Nguyễn Từ Huân. Từ Huân. Thôi chỉ nghe mấy bác lớp kể lại thôi, tại mấy bác làm ở trong khủng thiệu á, kể lại cái câu chuyện nó không phải như vậy. Nhưng mà cô Cẩm Tú hai cô này gửi ở vô phải cầm được vô chưa bạn nói cầm được rồi chứ có gửi nhưng nhận được chưa? Ông này cũng ở trong group người Việt gốc Mỹ đó. Thôi mình coi cái hình này rồi đó, mình coi hình này. Lấy cái ảnh chóp của chị hay gì? Gửi không ăn đây hả? Dạ. Ngang quay là đẹp nha. Chúng ta là Nguyễn Từ Huân hả? Nguyễn Từ Huân.
Hải quân này mình quân khủng. Nghe, quay nghe, à, nghe đây là bự luôn nè. Nguyễn Từ Huấn sư phụ. Dạ, Huấn. Không phải quay nghe cái hình này không á, cho nó lớn. Chỉ quay cái máy camera ngược lại thôi, có gì đâu, không phải làm được. Dạ, nó không có bự. Con có cái một xíu lịch sử của ông nè, cho cái ống loa đi. Thưa sư phụ, con quay cái máy camera ở đây thôi, con không biết quay nữa. Quay thanh lam đi. Đó nó đang. Em biết em. Không thôi thôi kiểu đó. Em kêu đây. Em quay cái mặt bự lên cho nó rõ rõ. Quay cái camera quay cái mặt. Thôi cho con giới thiệu ông tướng này không? Đây là Nguyễn Từ Huấn, sinh năm 1959 tại Việt Nam, là một sĩ quan người Mỹ gốc Việt của quân đội Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 10 năm 2019 tại Washington DC, ông Nguyễn Từ Huấn đã được thăng hàm chuẩn tướng Hải quân. Ông là phó đề đốc người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Beginning. Ừ, lý gì nãy nó quay vậy đó. Bị đèn lây cái miệng. Đèn lây bị chói. Chói. Ông Huấn là con trai của Trung tá Thiết Giáp Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tuấn và bà Từ Thị Như Tùng. Theo đài BBC, trong một trận đánh dịp Tết Mậu Thân vào trại Thiết Giáp Phù Đổng, Sài Gòn, bố mẹ và năm anh chị em của ông Huấn đã bị biệt kích Việt Cộng giết tại nhà riêng. Ông Huấn khi đó cũng bị trúng đạn nhưng vẫn được ở cạnh mẹ trong 2 giờ trước khi bà mất máu rồi qua đời. Vậy đại thấy hôm nay cũng có sự cậu gì ngày xưa là mấy bác hô lớn tuổi á, có kể sơ sơ thì bữa nay tự nhiên cái duyên sao rồi nhớ lại. Chú đang nhớ gì những cái gì gọi là bất công. Và đồng thời á, chúng sanh vô minh không có để hiểu, chỉ biết được ngay đó là ngày đó. Cho tới ngày hôm nay có ai minh quan cho một người con sống sót. Bây giờ ông Long á, ổng trừ khi ổng là Phật, còn nếu mà ổng là tướng, ổng là người, ổng không phải làm vậy. Sư phụ nói thiệt nha, xin lỗi nha. Sư phụ ngay lúc đó cũng có thể làm vậy. Đây sư phụ là Bồ Tát nha. Sư phụ nói thật một lời, khi thấy một người thân của mình vừa mới bị cái thằng này nó tàn sát như vậy, con nghĩ như thế nào? Mà tại sao cái lịch sử để mà gạt biết bao nhiêu thế hệ, gạt luôn cả người Mỹ nữa, má gạt được. Cho nên tương lai tất cả đức thầy mà xuất hiện, thế gian này không có ai mà gạt được Phật, chỉ có người gạt được người, chỉ có Hồ Chí Minh là đi gạt người ta thôi. Ở bển có những cái đài vô á, nói bác Hồ cầm cục gạch nung nung đỏ đó. Con nghĩ con người mà cầm không? Nói được khoa học thôi cũng nói láo nữa. Không có gì mà không nói láo. Cô là người tu á, mà nhiều lúc thấy nó quá trời quá đất mình cũng chịu không nổi. Cũng phải xuống dưới trần này để thanh minh thanh nghe, cũng làm mối hàng. Ủa ông này thì ổng nhiêu tuổi à? Sinh năm 1959. Là ông còn sống hả? Còn sống nha. Ông sống à? Ông còn là tướng. Thiệt à? Ông bây giờ là chuẩn tướng. Chuẩn tướng. Active Navy. Dạ. Vậy là Hải quân. Vậy là xui lắm mấy nghiệp cộng này kỳ này rồi. Tới thầy mới xuất hiện là rước ổng đi về liền.
Tại vì ổng cũng thuộc dạng chim hiền hải ngoại rồi. 6 triệu chim hiền là ông này là chắc là một chim đầu đàn rồi đó. Người gì xuống Việt Cộng mày. Tức là 6 triệu chim hiền mà bờ trên mà đặt ra hải ngoại á, để một ngày mà cái Việt Cộng mà nó chạy á, chạy có cờ á, là chắc có ông này. Đi thì vui bữa nay. Cái hồ không có hiểu gì hết, thì nó qua Mỹ nha xíu à. Sau này cái mấy ông mà hồn đi trong núi á, là mấy ổng là thần thánh không à. Là mấy ổng cũng dạy chính trị. Trong đó mà có một ông mà ghét Việt Cộng nhất á, là ngài Nguyễn Thái Học á, ổng đâu có chết đâu. Ổng là thần mà, với ngài Nguyễn Văn Trực gọi là đại thần. Thì mấy ổng dạy cho ông nhiều lắm, mà từ từ mới hiểu về chính trị. Mấy ổng có một lần nói: con từ bi tùy theo người nha con. Việt Cộng thì nó ác rồi, nó không có chừa con đâu. Nó biết con Bồ Tát còn khoái giết nữa. Cũng giống như mấy nhìn nhện nó thích ăn thịt tâm tạng vậy đó. Ổng biết ổng là Phật nó cũng thích ăn vậy. Nó hộp thịt không, không đi ai mà tôi cũng thích. Trời sanh Nguyễn Từ Quấn. Rồi sao chị Trâm Hiền nghe anh Quấn. Anh là đầu đàn, đầu đàn của 6 triệu chim hiền. Cái chiếc tàu này á, nó y chang như chiếc tàu quý hữu đi xưa. À, nó cũng cỡ như vậy nè, cái mui cũng y chang vậy. Mà thời đó đi á, mình đang nói chuyện bất công, không biết đó, gần bao nhiêu triệu người chết trên biển cả, mà tại sao lần đầu tiên á mấy người mà Việt Nam ở Mỹ nè, rồi có một số Việt Nam khoảng 40 mấy tuổi ở bên nước Việt Nam đi du lịch qua Mỹ, họ là thương mại bình thường thôi, mà họ lên Thiên Long Sơn họ chơi. Cái họ thấy mình để chiếc tàu mà trước cửa, thấy việc để tàu trước cửa, họ tưởng là mình chuyên chơi, hỏi anh để tàu đây làm chi, em cũng ở Kiên Giang thế này nọ. Nói, tàu này tưởng chuyên đi vượt biên. Thôi vượt biên là gì? Thế mình nghe cái mình quả hồn, mình tưởng là mình cứ ninh là ai cũng sẽ biết phải không? Thật sự không có bao nhiêu người, mà trong cái chuyện lịch sử người vượt biên là khủng khiếp. Cướp bóc hải tặc chết là hình như là hơn phân nửa đó, là cái triệu hay triệu người chết dưới biển. Vậy mà bả ba mấy 40 tuổi bả không biết gì hết trơn, không biết bả ổng là bắt ở ngoài vùng nào mình không biết. Nó có cái chuyện thiệt vậy đó, cũng có thể thưa bộ. Tại vì cái thuyền nhân cuối cùng là năm 1989-1990 thì tới giờ là 30 năm, 30 mấy năm rồi. Nên họ không biết. Bà nói một cái câu không biết, nghe ngọt nghe mình trợn trắng mắt liền á. Cái đứa nhỏ xíu mà con của những người vượt biên nó cũng biết ba nó vượt biên mà. Nên là tại sao cái bà này bà lớn tuổi nhưng mà nó câu không biết. Bà biết làm những hưng không chứ. Cho nên con thấy ghê không, cái đầu của con người á, khi mà họ nhồi sọ đó, đó là tại sao hôm nay tất cả những bản nhạc của những nhà tác giả lỗi lạc của mình, Lâm Phương là nọ, sẽ bất hủ. Rồi nó lại sợ những bản nhạc nó nung nóc lên những cái tinh thần của người chánh nghĩa, nó đi mua hết bản quyền. Cái thằng Bình gì đó, đó nào có hình của ông đó không ta? Vừa có hình đó đó. À, cái thằng Vĩ đó đó, nó mua hết ông bản quyền. Để mà ai ca là phải hỏi ý nữa. Mốt chắc tao ấy đặt mày lên bàn thờ, tao thờ mày. Nó tên gì Bình ta? Nó không có quyền đó. Thế mà một nhân tài Thượng Đế sanh ra cho nước Việt, họ làm cái gì cho nước Việt sẽ để lại trong lòng dân Việt. Đó là văn hóa, và đồng thời để mà giữ vững giang sơn trọn vẹn. Còn nếu mình mất đi những cái đó đó,
mất đi những người anh hùng, những người mà có công thương nước Việt là quốc gia mình dễ bị thôn tính. Chuyện rất là căn bản. Vậy mà cũng mua hết bản quyền, nhạc gì nó cũng mua hết. Mua đâu mấy chục triệu đô á. Tại vì con cháu của mấy người đó đó, họ thấy trả tiền nhiều quá đó, họ ham á. Nhưng mà đâu có quyền đó, lực Mỹ cũng không có quyền. Để mai mốt mình sẽ làm công bằng để hết mấy cái xã hội này. Khi mà sáu triệu chim hiền mà thật sự mà vũ cánh đó nghe, vũ bạch bạch, sẽ chuẩn bị bay về. Mình sẽ làm lại sạch sẽ hết. Hôm nay mình nói ngày tàn của vua thần sắp sửa kéo màn. Đó là sự thật. Cho nên dù hôm nay ngồi đây chỉ không biết sẽ lâu lắm mới trở ra chỗ này lại. Cái gì kêu con coi chừng nữa. Lúc này là lúc nguy hiểm. Tại vì nó thấy con nói gì cũng trúng thiệt quá rồi. Rồi nói là kiếm chuyện ngày xưa giờ thì nó không có hiểu là ảnh hưởng không? Thì bây giờ lòng dân và tất cả mọi người đều biết là cơ trời là thật, sấm cơ là thật, không phải là ảo. Hôm nay á, ai mà kêu thiên nước Việt này ảo thì con ngửi người đó thuộc về không biết là nó ngu độ nào vậy đó. Chuyện có 100 gần đây nghe nó bị bắt vậy đó, để chút chiều lên hỏi mấy vị coi có thiệt không. Thứ ba hả? Thứ ba hả? Dạ. Để mai tôi vừa hỏi mấy vị coi ổng làm ăn như thế nào, lúc mình không có biết nha. Nhiều lúc chuyện đời mình không có ngờ được. Cái người ở tù á là thằng con của ông Biden và những cái người sau lưng như bà Clinton Hillary. Không, nhưng mà họ nó đừng cùng rồi, họ có bằng chứng hết rồi. Thì hôm nay tao không bắt mày, mày cũng bắt tao, rồi tao làm thịt mày trước. Tao mượn lực của Tập Cận Bình với mượn lực của Bác Trọng, tao làm thịt mày hai ngày của bộ được á. Tự nó chế luật của nó, còn lực Mỹ không xài nữa. Mình đâu biết được. Nhưng khi lực Mỹ thua lực rừng sao? Lừng rực thua lực rừng. Mỹ là một lần rừng lục quá không? Thua lực rừng. Nói như là thiền nhân Việt Nam nó nhiều lắm. Nhiều chuyện để kể lắm. Kể hoài không hết chuyện này. Nhưng mà bây giờ ai cũng hiểu rồi. Cần tái hạ. Mình thấy này nè, không có gì quá hơn độc lập tự do rồi. Tại vì chú Bác Hồ vậy sao mình phải làm đúng lời bác. Có chữ ký đó sư phụ. Phải hả? Hồ Chí Minh đó. À, Bác Hồ dạy vậy á. Gắn nghe nghe mấy con. Bác Hồ dạy vậy á, có chữ ký của Bác Hồ đó kìa. Không có gì quá hơn độc lập tự do. Phụ ở đường Nguyễn Huệ á sư phụ. Đang xây tượng của Bác Hồ ngay Nguyễn Huệ mình á. Mà con đi vô mấy cái binh của ông Thẻ đó sư phụ cũng có để thờ Bác Hồ ngay chỗ bàn thờ Phật. Mà con cũng có lợi lại, con chỉ lại Đức Thầy thôi. Chứ con không có lại. Cái tức cười là ổng đang ở tầng địa ngục 66, sư phụ nói chuyện ổng mà. Mà kỳ bữa hổm mà mời ổng lên á là ông Sơn Minh Thế Tinh là một vị thần rất là lớn, mới đưa cái thần hồn ổng lên được. Những gì thường thường không có mời ổng lên được. Rồi ở dưới ổng cũng bị giống như nhốt chuồng cọp vậy đó. Tức là tù đặc biệt mà. Chứ không phải là thuộc dạng tù, ví dụ như mấy cái người ép ôm kiểu cướp của giết người đốt chùa đồ đại khái thì cũng là địa ngục đi, nhưng mà cái này sức bệnh đặc biệt deep down luôn, 66 cổng ấu thôi à, không có lên kể vậy đó. Ở dưới không có thuốc lá, cũng xin điếu thuốc hút rồi mới chịu nói chuyện. Để cái rộn cái lẹ lắm là hết điếu thuốc. Mà cái tàn không có rớt nha. Thấy
thằng luôn đó ổng mới ngồi ổng kể lễ. Ổng nói không phải lỗi của ổng, ổng đổi thừa đồng dũng không à, ổng có lỗi gì hết, ổng chỉ có cái lỗi nghe là bán nước cho Mao Trạch Đông rồi Đảng Cộng sản Quốc tế, ổng có thừa nhận đấy đó. Để chứ ổng có cái lỗi là mê gái, người đời nói ổng còn chín không, lỗi chút chút không à, không có lỗi nhiều. Nhưng mà họ gan chính phủ giám để, nhưng mà chính phủ Việt Nam rất là gan giám để hình Bác Hồ với hình Phật ngang nhau luôn á sư phụ. Ủa giờ con kêu mấy cái thằng zombie á, con kêu nó làm gì nó làm đó, nó đâu có hiểu. Có người khác nhau là bởi vì đầu trí tuệ là vậy mà.